Hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh Nana TV. Trời đang mưa nè các bạn, nhưng mà mình cũng phải dầm mưa để đi quay cái clip này. Tại vì mình vừa phát hiện ra một cái cách mà đẩy bóng 4 và bóng 5 từ trong góc lắc đi ra ngoài đó các bạn. Nên mình cũng tranh thủ để mình quay, chia sẻ cho các bạn cùng biết. Các bạn thấy hay thì cho mình một like với một lượt đăng ký kênh luôn nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Đây, mình sẽ dẫn các bạn lại ngay chỗ góc lắc. Đây là một cái góc lắc nè các bạn. Đó, chúng ta có thể đi xuyên ngang như thế này. Đó, giờ mình sẽ đi lại nhé. Đó, chúng ta có thể đi xuyên ngang như thế này. Thì mình vừa phát hiện ra một cái cách mà đẩy được bóng 4 và bóng 5 từ trong góc lắc này chạy ra ngoài và câu được thành công rất là nhiều luôn đó các bạn. Mình phát hiện ra từ lúc mà sau khi mà game nó cập nhật. Đó, góc này cũng bị lắc nữa nè. Không biết trước khi cập nhật thì các góc này có đẩy được cá ra ngoài hay không thì mình không biết, nhưng mà mình mới vừa phát hiện ra đây và mình làm rất là thành công luôn. Như cái góc này là nó không có lắc nè các bạn. Đó, chúng ta không thể đi xuyên ngang cái góc này, thì mình sẽ chỉ trước cho các bạn các cái góc lắc nha, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đẩy bóng 4 bóng 5 từ góc lắc này đi ra ngoài. Và đây là con thuyền xanh nè. Đó, con thuyền xanh thì cũng vậy, chúng ta có thể đi xuyên ngang cái góc đó đó. Và ở góc này cũng vậy nữa nè. Có một số góc thì chúng ta không thể đi xuyên ngang. Thì mình nghĩ là game nó lập trình là cho cá nó chạy từ trong cái góc nó đi ra ngoài đó. Nên mình mới tìm hiểu thử. Thì mình làm rất là thành công luôn. Và bây giờ mình sẽ làm video này để chia sẻ cho các bạn nè. Thì cách làm như thế này. Đầu tiên là các bạn phải đứng ở con thuyền vàng này, các bạn câu cá. Các bạn câu và lọc bóng như thế nào cũng được, nhưng mà câu cho mình một đêm hoặc là hai đêm nha các bạn. Nếu mà các bạn câu một đêm mà các bạn một hơi và các bạn làm mà không thấy ra bóng á, thì các bạn nên câu hai đêm. Thì ở đây mình câu hai đêm nhé. Mình câu một đêm xong rồi mình treo máy mình để đó, rồi đêm thứ hai mình vẫn cứ tiếp tục câu. Thì đây là cái đêm thứ hai nè. Đầu tiên thì mình đứng ở thuyền vàng này mình câu thôi, chứ không phải là mình đẩy cá từ thuyền vàng ra nha, mà mình sẽ đẩy cá từ trong thuyền xanh chạy ra. Rồi bóng năm lên kìa, một con voi sát thủ, trời ơi. Rồi lên một voi sát thủ nữa kìa, đâu cá lên nhiều vậy. Rồi sau khi mà các bạn câu ở đây được một đêm hoặc hai đêm rồi đó, các bạn đứng ngay cái góc của mình nè. Các bạn nhớ nha, quên nãy giờ quên để nói là các bạn phải đứng ngay cái góc của mình đang đứng nè. Các bạn thấy mình không? Mình tên là Na TV á các bạn. Các bạn thấy mình không? Mình cũng không thấy mình ở đâu nữa, nhưng mà ngay cái góc lắc hồi nãy các bạn. Bạn nhìn kỹ nha, nhìn kỹ sẽ thấy mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái thuyền xanh để mình hướng dẫn các bạn là cách đẩy bóng 4 bóng 5 xuất hiện liên tục luôn nhé. Xong rồi mình di chuyển qua chiếc thuyền xanh nha các bạn. Các bạn đứng ngay chân cái góc lắc mà song song với cái góc lắc của chiếc thuyền vàng nè. Nó cùng mép cái góc lắc của chiếc thuyền vàng á. Là bây giờ mình qua đây là mình bắt đầu mình tiến hành mình sẽ lọc bóng. Cái cách này mình làm thành công rất là nhiều lần luôn rồi, nhưng mà vì mình câu bị đứt dây á nên mình không có đăng video cho các bạn xem. Ngay cái góc này luôn là câu một hơi là nó có thể ra là 4 bóng 4 liên tục, 1 bóng 5. Xong rồi nó có thể là ra là 3 bóng 4, 2 bóng 5, hoặc là nó ra 1 bóng 4, 1 bóng 5, rồi 1 bóng 4, 1 bóng 5. Mình làm nó ra rất là nhiều lần như vậy luôn, nó đều ra theo thứ tự như vậy. Thì bây giờ làm trực tiếp cho các bạn xem luôn. Đấy, nó ra một bóng 4 rồi đó. Các bạn cứ coi tiếp tục nha, một hơi nó sẽ ra bóng 4 hoặc là bóng 5 nữa. Nhiều bạn than câu cá mà không bao giờ mà thấy bóng 4 hoặc bóng 5. Mà trong khi kênh của mình á, là rất là nhiều cái mẹo hay là để làm xuất hiện bóng 4 hoặc bóng 5 liên tục. Bạn nào mà xem mấy cái video của mình rồi là đi săn cá rất là ngon luôn á. Bạn nào cũng săn được quá trời cá voi sát thủ, cá nhà tán gì tầm lum hết trơn luôn. Lên luôn, một con cá mập. Mà do kênh mình chưa có nhiều lượt đăng ký á, nên cái video mình ra rất là ít lượt xem, mà ít bạn biết, nên nhiều bạn vẫn chưa biết cách câu bóng 4 bóng 5 làm xuất hiện bóng 4 bóng 5 liên tục. Đó, đây là một cái bóng 5 nè các bạn, rất là nhanh luôn thấy không? Nó sẽ ra 1 bóng 4, 1 bóng 5. Rồi nó lại ra bóng 4, bóng 5 gì đó. Có khi thì mình câu nó ra 4 bóng 4 liên tục. Có khi thì mình gặp 3 4 5 ra liên tục, có khi thì 3 4 4 1 4 5, nó cũng nhiều trường hợp lắm.
cứ câu bên chiếc thuyền vàng xong rồi di chuyển qua thuyền xanh ngay cái góc lắc này là nó ra liền à. Lên ông nào, lên đi mà, lên cho đẹp trời coi. Rồi đứt dây luôn, buồn luôn các bạn ơi. Các bạn phải nhớ là câu bên chiếc thuyền vàng một đêm hoặc là hai đêm nha các bạn, xong rồi các bạn mới di chuyển qua bên đây nhé. Là ví dụ như mình kết thúc cái đêm thứ hai rồi thì các bạn có thể là đi chơi hoặc là đi câu cá heo hồng, câu cá gô trắng gì cũng được. Xong rồi tới cái đêm thứ ba đó là các bạn di chuyển qua cái chiếc thuyền xanh này, các bạn mới bắt đầu giờ vô các bạn câu lọc bóng luôn. Không cần phải câu nhử bao nhiêu con đó. Đây là một cái bóng 4 nữa nè các bạn. Thấy không? Nó sẽ lên bóng 4, bóng 5, bóng 4, bóng 5 gì đó. Hoặc là nó lên liên tục một bóng 4, hai bóng 5 hoặc là 144, 145 hoặc là 345 gì đó, 344 gì đó. Mình cứ gặp hoài mà mình không nhớ luôn á, tại mình câu rất là nhiều lần như thế này. Mà mình muốn nó lên tán nó mình đăng cho các bạn coi á, mà mình chưa có lên tán được. Mình lên toàn là hai mươi mấy con nhắm búa, mười mấy con mũi cưa, sáu con voi sát thủ rồi mà nó vẫn không lên được con nhà tán. Rồi lên một con cá thương. Còn một cái cách đẩy bóng ở thuyền đỏ ra nữa nha các bạn. Không phải là đẩy cái thuyền xanh ra không đâu, còn một thuyền đỏ nữa. Thì xong cái mà câu lọc bóng con cái thuyền xanh này đi, hết cái đêm đi, rồi xong rồi các bạn ban ngày các bạn vẫn cứ tiếp tục đi câu cá heo hồng, câu câu trắng gì các bạn tùy thích. Xong rồi các bạn sẽ chạy ra cái thuyền đỏ để lọc bóng nha. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cái địa điểm vị trí bên chiếc thuyền đỏ và câu lọc như thế nào để cho nó ra. Ở đây thì các bạn có dùng cần câu nào cũng được nhé. Cần câu nào mà các bạn cảm thấy cái cần câu đó của các bạn câu mà ít bị đứt dây, câu ngon thì các bạn cứ dùng thôi. Thì ở đây mình dùng chiếc cần câu chuyên nghiệp này, tại mình câu chiếc cần câu này thì mình thấy nó ít bị đứt dây nên mình dùng nó thôi. Hoặc là các bạn dùng cần gỗ nó cũng ra nữa. Mình dùng mấy cần rồi, cần nào nó cũng ra hết. Nhưng mà mình chủ yếu mình dùng hai cần chính của mình. Đây là một cái bóng 5. Đó, thấy không? Nó sẽ ra 144, 145 rồi 144, 145. Lên hôm nào, lên cho đẹp đi nào, giờ tán đó. Rồi giờ tán lại lên voi, chán, chán, chán ghê luôn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đẩy bóng ở bên chiếc thuyền đỏ lên luôn nha các bạn. Thì như mình nói hồi nãy, ban ngày thì các bạn cứ đi chơi hoặc là đi câu cá heo hồng, câu voi, câu trắng gì cũng được. Như mình nãy giờ mình đi chơi nè, mình quên giờ dắt luôn rồi, đi ra là 02 rồi, còn có 3 phút nữa là hết giờ tán rồi. Không biết còn câu kịp tán không nữa. Cũng tranh thủ lắm. Đấy, các bạn chạy qua chiếc thuyền đỏ này nè các bạn. Chạy ra tới đây chắc còn có 2 phút nữa là hết giờ tán luôn rồi. Thì mong rằng nếu mà nó đẹp thì ra bóng 5 lên tán luôn là quá đẹp luôn. Đây các bạn đứng ngay cái góc này luôn nha. Đây là cái góc, vẫn là cái góc bên mép của chiếc thuyền vàng luôn. Mình lần này thì mình dùng chiếc cần câu gỗ để mình lọc bóng nha. Còn có mấy phút nữa là hết giờ tán rồi nên mình cũng tranh thủ vô này. Vô là lọc bóng luôn nha các bạn. Các bạn không cần câu mồi nữa đâu. Tại vì câu mồi là mình đã câu trên chiếc thuyền vàng hết trơn rồi. Nên là mình cứ di chuyển qua mấy cái thuyền kia là mình cứ việc lọc bóng là ok.